Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, các bạn hỏi là Redmi Note 14 còn nữa sắp ra mắt rồi anh, có nên đợi không anh? Đấy, thế thì ở đây mình có xem một số những thông tin nghe nói thôi nhá, là Redmi Note 14 sẽ ra mắt thị trường quốc tế, chính xác ra là thị trường nội địa Trung Quốc trước, vào tháng 9 và ra mắt thị trường quốc tế sau đó tầm khoảng vài tuần đến một tháng. Đấy, đại loại là cuối năm nay thì khả năng Redmi Note 14 series hàng chính hãng là sẽ về Việt Nam đấy. Thế thì một cái câu hỏi đặt ra đấy là có nên chờ đợi hay không ấy? Thì cá nhân mình nghĩ là như này này, nếu mà chúng ta chờ đợi để biết được xem là Redmi Note 14 nó như thế nào để đưa ra quyết định chọn mua thì nó sẽ hợp lý. Chứ còn bảo là nếu mà đợi Redmi Note 14 ra mắt để cho Redmi Note 13 giảm giá thì mình nghĩ là khó. Đấy, thế thì cũng chia sẻ với cả các bạn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là ví dụ như ở Điện Thoại Hay bây giờ, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường, thì những sản phẩm Redmi Note 13 series gần như là giá chạm đáy rồi. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem nhé. Ví dụ như là Redmi Note 13 được bán ra ở Điện Thoại Hay là phiên bản 5G với mức giá có 3 triệu rưỡi mà thôi. Trong khi đó thì bản chính hãng chỉ là bản 4G và mức giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi. Tiếp tục nữa nào, Redmi Note 13 Pro ở Điện Thoại Hay bây giờ giá cũng coi như là chạm đáy rồi, có 4.890.000 đồng mà thôi. Trong khi đó thì hàng chính hãng của cái sản này, cho cái phiên bản 5G nhé, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 9 triệu, đại loại là 9 đến 10 triệu và giá gấp đôi ở Điện Thoại Hay đang bán bây giờ. Còn Redmi Note 13 Pro Plus thì giá loanh quanh tầm khoảng trên dưới 11 triệu. Đấy, ở Điện Thoại Hay bây giờ đang bán với mức giá là 6 triệu rưỡi cho phiên bản RAM 12 bộ nhớ trong 256. Đại loại là Redmi Note 13 series như thế nào ấy, thì mình đã đánh giá rất là kỹ ở trên kênh YouTube của mình rồi. Các bạn chỉ cần search cái cụm từ khóa tên sản phẩm cộng với cả Dương Dê ở phía sau là các bạn sẽ ra thôi. Ví dụ như là Redmi Note 13 Dương Dê, Redmi Note 13 Pro Dương Dê, Redmi Note 13 Pro Plus Dương Dê là các bạn sẽ ra được rất nhiều những video mà mình đã nói rất kỹ về những cái sản phẩm đó rồi. Còn Redmi Note 14 thì thời điểm hiện tại khi mà mình làm cái video này thì mình chưa có cái thông tin gì về những cái chiếc điện thoại Redmi Note 14 sắp tới. Thế tuy nhiên là với cái kinh nghiệm làm video của mình ý, thì trong những khoảng thời gian trở lại đây, những cái dòng Redmi Note này thì Redmi họ không quá tập trung vào cái phần con chip đâu, mà họ sẽ tập trung cho những thứ khác nó đồng đều hơn. Còn nếu mà tập trung nhiều vào cái con chip ý, thì họ sẽ tập trung vào cái dòng Redmi K, cái dòng K nhé các bạn nhé, và tập trung vào cái dòng Poco của phân khúc hàng chính hãng. Đấy, ở hàng chính hãng ấy thì nó sẽ có cái dòng Poco, ở ấy thì nó sẽ có, ở hàng sách tay nó sẽ có dòng K, thì cái dòng đó là cái dòng mà nó sẽ tập trung vào vấn đề về con chip, về hiệu năng các thứ nó sẽ được tốt hơn. Chứ còn Redmi Note thì sẽ không tập trung vào hiệu năng đâu. Nhưng mà đánh đổi lại thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những thứ, ví dụ như là thiết kế cũng được cải tiến hơn này, viền viết các thứ rất là mỏng, hay như là màn hình cũng thuộc dạng đẹp đấy nhá. Đấy, hiệu năng cũng đủ tốt, rồi là camera đấy cũng được cải tiến, pin với sạc thì rất ok. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà cái dòng Redmi Note này nó hướng tới, thì anh em có thể tham khảo. Và ở Điện Thoại Hay bây giờ là cái nơi mà bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường. Tất cả những sản phẩm bán ra đã bao gồm bảo hành vàng, cả nguồn, màn hình và vân tay rồi. Cái thời điểm mà mình mở hộp những cái sản phẩm Redmi Note 13 series ý, nếu mà đối với cả hàng sách tay thì thời điểm đầu là nó chưa có tiếng Việt cơ. Và giá của nó cũng không hề rẻ đâu. Nhưng bây giờ ở Điện Thoại Hay là đã có tiếng Việt có sẵn rồi, mà lại còn có mức giá nó tốt hơn rất là nhiều, thì anh em cũng có thể cân nhắc. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: em chào anh Dương, em là sinh viên và có đi làm thêm, tích góp được khoảng 4 triệu rưỡi. Em muốn mua cho mẹ một chiếc điện thoại trừ iPhone, có camera đẹp này, nịnh mắt ưu tiên, đấy, camera phải ưu tiên là nịnh mắt ấy. Màn hình đẹp, AMOLED hoặc hơn, với tần số quét cao, điện thoại cũ hay mới đều được, miễn là không chậm thông báo. Em cảm ơn anh, chúc anh cùng gia đình nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì với cái câu hỏi của các bạn ấy, thì mình thấy đây này, với cái tầm giá khoảng 4 triệu rưỡi, nếu mà bạn không thích iPhone, ok, mà thực ra tầm giá này mình không ưu tiên mua iPhone. Đấy, nếu mà bạn mua Redmi Note 13 thì chúng ta sẽ thừa tiền. Nhưng mà mua Redmi Note 13 Pro thì chúng ta sẽ thiếu tiền, thiếu một chút thôi, không đáng kể. 4.890.000 là mình nghĩ là nó sẽ xứng đáng với từng xu mà bạn bỏ ra. Đối với cả cái dòng này thì mình nghĩ là đối với phụ huynh, camera của nó là đủ đẹp và đủ nịnh mắt đối với cả phụ huynh. Màn hình
thì là màn hình OLED rồi, thậm chí là 1,5K tần số quét là 120Hz so với cả mặt bằng chung là sắc nét đấy nhá. Và đây là một cái chiếc điện thoại mới tinh và cấu hình của nó thì cũng rất là vừa phải để phụ huynh có thể sử dụng được. Chip 7S Gen 2 là ok rồi, hay như là phần RAM ROM ấy, RAM 8, bộ nhớ trong 128, pin 5001, hỗ trợ sạc nhanh 67W, có loa ngoài là loa kép, có vân tay ở bên trong màn hình v.v. Đấy thì mình nghĩ là đây sẽ là một trong những sự lựa chọn dành cho việc là bạn mua cho mẹ. Tuy nhiên là đối với cả những điện thoại Xiaomi nói chung hay là những điện thoại Trung Quốc ấy, thì nhiều anh em có feedback lại là nó bị chậm thông báo. Nhưng ví dụ như là với mình cũng sử dụng điện thoại Trung Quốc thì mình cũng chả thấy vấn đề gì cả. Như là có người bị, có người không. Nên là nếu mà để đảm bảo cho nó yên tâm tuyệt đối thì có thể bạn sẽ nghĩ đến những chiếc điện thoại Samsung. Thế thì với cái tầm giá này bạn sẽ nghĩ đến Samsung Galaxy A15. Đối với cả Galaxy A15 ấy, thì chúng ta sẽ phải hy sinh rất là nhiều thứ. Nếu mà so với Redmi Note 13 Pro 5G thì nó sẽ không thể nào mà nó bằng được. Đấy, nhưng mà cái được ở đây là gì? Đây là yên tâm, không bị sợ thông báo. Tiếp tục nữa, nếu mà để phù hợp với phụ huynh ý, thì nó cũng sẽ có một cái màn hình AMOLED tần số quét là 90Hz. Là như thế là mình cảm thấy là đủ dùng rồi. Camera của nó ở mức độ đủ tốt đối với cả phụ huynh dùng. Màn hình đấy cũng 90Hz thì cũng là đủ cao rồi. Pin 5000, hỗ trợ sạc 25W. Mỗi tội là thiết kế thì trông hơi cũ và hơi cùi. Nhưng được cái là thương hiệu Samsung mình nghĩ là cũng được. Đấy thì bạn có thể cân nhắc chiếc điện thoại Samsung Galaxy A15 đấy nhé bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh ơi, em hơi phân vân. Hôm bữa em hỏi về Galaxy A35 và iPhone 10. Nhưng bây giờ A35 7 triệu và thêm đúng 1 triệu thì được A55, thì có nên lên luôn hay không? Em cảm ơn. Đầu tiên ý, là nếu mà bạn mua A55 với mức giá là khoảng 8 triệu là một mức giá rất tốt đấy. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Thấy là giá tốt đấy. Bởi vì thậm chí là một số nơi bây giờ đang bán mức giá là tầm khoảng trên dưới 9 triệu cơ. Nếu mà từ Galaxy A35 mà lên Galaxy A55 ấy, thì chúng ta sẽ được cái gì nào? Chúng ta sẽ được là cái khung viền, nó là cái khung viền kim loại. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình nó vẫn dày nhưng mà ít ra nó mỏng một chút xíu so với cả Galaxy A35. Chúng ta sẽ có một cái con chip nó nhỉnh hơn, Exynos 1480. Nó sẽ nhỉnh hơn so với Exynos 1380. Nó sẽ có camera tốt hơn, đặc biệt là camera góc rộng. Camera chính của nó thì cũng sẽ có phần nhỉnh hơn, camera selfie cũng vậy. Đấy, và pin với sạc chứ thứ thì cũng khá là tương đồng với nhau thôi. Nói chung là nếu mà hai con này lệch nhau có 1 triệu thì theo mình là nên mua Galaxy A55. Còn nếu mà lệch nhau nhiều hơn, ví dụ như lệch nhau vài triệu, thì cá nhân mình đánh giá là A35 vẫn là một cái sự lựa chọn là kinh tế hơn. Đấy, nhưng mà 1 triệu như này thì mua Galaxy A55 được rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là tầm 5 đến 8 triệu thì nên mua máy nào, ưu tiên là hãng Samsung. Em dùng điện thoại cho mục đích học tập, ít chơi game. Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì ở trong cái tầm giá này thì nếu mà mua được thì chắc chắn là sẽ mua được Galaxy A35 cái đã. Nhưng mà A55 ấy, thì nếu như cái bạn vừa rồi mà bạn mua được với mức giá 8 triệu thì mình nghĩ là nên mua Galaxy A55. Đấy, chứ còn mình nghĩ là mua A55 mà với mức giá 8 triệu cũng hơi khó đấy. Đấy. Thì nếu mà để mua được chắc chắn thì sẽ là A35 ở trong tầm giá này. Thì về cơ bản là A35 ở trong tầm giá này mình thấy là đáp ứng cho cái nhu cầu học tập hay các thứ thì cũng đều rất là tốt rồi. Bạn ít chơi game thì cũng không cần phải để ý đến việc là con chip Exynos 1380 nó chơi game rất là bình thường thôi. Đấy, thì nếu mà ưu tiên hãng Samsung thì sẽ là con đó. Còn nếu mà là bạn ưu tiên mua hàng cũ chẳng hạn thì cá nhân mình đánh giá là Samsung Galaxy S22 ở trong cái tầm giá từ 7 triệu đến 7 triệu rưỡi tùy theo phiên bản bộ nhớ trong bạn lựa chọn là 128GB hay là 256GB, nó cũng là một cái sự lựa chọn. Đấy, tuy nhiên là Galaxy S22 ấy, thì bạn phải chú ý một điều đấy là nó nóng. Đấy, nó nóng thế thôi. Chứ còn nếu mà bỏ qua yếu tố này thì bạn có thể mua Galaxy S22 bởi vì cơ bản là cái mục đích sử dụng của bạn ấy thì cũng không quá nặng nề mà, đúng nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: anh Dương cho em hỏi là Samsung Galaxy S23 Plus phiên bản 8512 hàng mới giá 17 triệu rưỡi thì có nên mua hay không? Mình chỉ xài cơ bản lướt web, xem YouTube và không chơi game. Cảm ơn anh. Thực sự là với mức giá này mình sẽ không mua S23 Plus mà mình thà mua S24 Plus phiên bản 256GB còn hơn. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Bởi vì mình đã chia sẻ trong rất nhiều video đấy là khi mà hai cái chiếc điện thoại có trải nghiệm ngang nhau mình mới ưu tiên bộ nhớ trong. Còn nếu hai sản phẩm mà có trải nghiệm nó khác nhau ấy, thì mình sẽ không ưu tiên bộ nhớ trong. Đặc biệt là khi mà bạn lên cái S24 Plus thì cái màn hình của nó sẽ hơn hẳn so với cả cái S23 Plus. Đấy, thì với cá nhân mình ý, thì tầm tiền này mua được S24 Plus rồi thì tội gì phải mua S23 Plus làm cái gì cả, đúng nào? Hay thậm chí là nếu mà không lăn tăn cái chuyện là hàng cũ hay là hàng mới, bạn hoàn toàn có thể mua được S23 Ultra. Đấy. Nên là nói thật với bản thân mình, bây giờ mà có 17 triệu rưỡi
thì mình cũng sẽ không ưu tiên mua Galaxy S23 Plus đâu. Đấy, đấy là mình chia sẻ thật. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.